Thưa quý vị và các bạn, một cần biết chuyên mục pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn quy định mới về các loại giấy tờ cảnh sát giao thông được kiểm tra khi dừng xe, điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc, bổ sung nguyên tắc đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức viên chức. Đây là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9 năm 2023. Ngày 1 tháng 8 năm 2023, Bộ Công an ban hành thông tư 32 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15 tháng 9 năm 2023. Theo thông tư 32/2003, khi dừng xe, người tham gia giao thông, cảnh sát giao thông sẽ kiểm tra giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện giao thông, bao gồm giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, bằng chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dụng, giấy đăng ký xe hoặc bản sao chứng thực giấy đăng ký xe kèm bản gốc, giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực, giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, giấy tờ cần thiết khác có liên quan theo quy định. Đặc biệt khi các cơ sở dữ liệu đã kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử, xác định được các thông tin về tình trạng của giấy tờ, thì việc kiểm soát thông qua kiểm tra đối chiếu thông tin của các giấy tờ đó trong tài khoản định danh điện tử có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ. Ngày 1 tháng 8 năm 2023, Bộ Nội vụ ban hành thông tư 11 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã phường thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2023. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7, tăng 12,5% mức trợ cấp hàng tháng so với mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2023 đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc. Bên cạnh đó, sau khi điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc mà có mức trợ cấp được hưởng thấp hơn 3 triệu đồng một tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau. Tăng thêm 300.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hàng tháng dưới 2.700.000 đồng một người một tháng. Tăng lên bằng 3 triệu đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hàng tháng từ 2.700.000 đồng một người một tháng đến dưới 3 triệu đồng một người một tháng. Ngoài ra, người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước năm 1995 cũng thuộc diện được tăng đợt này. Ngày 17 tháng 7 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định 48 sửa đổi Nghị định số 90 năm 2020 về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức viên chức. Từ ngày 15 tháng 9, Nghị định có hiệu lực thi hành. Theo đó, Nghị định bổ sung quy định về nguyên tắc đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính như sau. Cán bộ công chức viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ. Trường hợp hành vi vi phạm chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền nhưng đã được dùng làm căn cứ để đánh giá xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá thì quyết định xử lý kỷ luật ban hành sau năm đánh giá đối với hành vi vi phạm đó nếu có không được tính để đánh giá xếp loại chất lượng ở năm có quyết định xử lý kỷ luật. Trường hợp cán bộ công chức viên chức là đảng viên đã bị xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính về cùng một hành vi vi phạm nhưng quyết định kỷ luật đảng và quyết định kỷ luật hành chính không có hiệu lực trong cùng năm đánh giá thì chỉ tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 7 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 55 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 75 năm 2021 quy định mức hưởng trợ cấp phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, từ ngày 5 tháng 9, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi theo quy định mới sẽ tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng. Việc nâng mức trợ cấp góp phần đảm bảo hơn cho đời sống vật chất tinh thần người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý và truyền thống, đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Năm 1974, ông Lê Văn Đáo ở tổ dân phố 2, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum nhập ngũ.
năm 2008, ông trở về địa phương mang theo thương tật do từng bị thương trên chiến trường biên giới Tây Nam, tiêu diệt Pol Pot. Tại đây, ông vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa tham gia công tác xã hội. Hàng tháng, ông được nhận trợ cấp hơn 900.000 đồng đối với người có công và hơn 2,3 triệu đồng cho thương binh. Khoản trợ cấp này đã góp phần đáng kể để ông đảm bảo đời sống cũng như tiếp tục cống hiến cho các nhiệm vụ ở địa phương. Vừa qua, Nghị định số 55 của Chính phủ có hiệu lực, mức trợ cấp ông Đáo nhận được hàng tháng đã có sự điều chỉnh từ 955.000 đồng lên 1.208.000 đồng một tháng đối với chế độ người có công và từ 2.330.000 đồng lên 2.931.000 đồng một tháng đối với thương binh. Đảng và nhà nước rất là quan tâm cho cái đối tượng chính sách người có công. Đối tượng như chúng tôi là rất là phấn khởi và cũng biết ơn là Đảng và nhà nước, Chính phủ cũng đã quan tâm cho cái đối tượng người có công. Bước sang tuổi xế chiều, dù sức khỏe đã giảm sút đi nhiều, nhưng ông Trịnh Xuân Hợi ở tổ dân phố 6, phường Duy Tân và vợ vẫn cần mẫn với gian hàng nhỏ bán trái cây. Thu nhập từ gian hàng này chẳng được là bao. Nhiều năm qua, hai vợ chồng trang trải cuộc sống chủ yếu dựa vào 3,5 triệu đồng tiền chế độ thương binh và người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của ông Hợi. Hiện nay, theo mức trợ cấp mới quy định tại Nghị định 55 của Chính phủ, tổng số tiền trợ cấp hàng tháng ông Hợi nhận được tăng lên thêm khoảng 1 triệu đồng một tháng. Điều này góp phần giảm gánh nặng về kinh tế cho người có công như gia đình ông. Được nhà nước quan tâm hỗ trợ cho chúng tôi thêm một chút ở trong cái quyền lợi trong chế độ hưởng chế độ chính sách thì chúng tôi thấy là đấy là sự quan tâm lớn lao của nhà nước trong cái điều kiện hoàn cảnh nhà nước có rất nhiều khó khăn nhưng mà đã quan tâm đến chúng tôi và tạo điều kiện cho chúng tôi được hưởng thêm một phần kinh tế, nó cũng đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn trong sinh hoạt, đảm bảo cho cái cuộc sống sinh hoạt gia đình. Người có công nói chung và thương binh nạn nhân da cam dioxin nói riêng đón nhận cái chỉ thị 55 Thủ tướng Chính phủ với cái niềm tin, sự biết ơn rất là lớn. Có thể khẳng định rằng cái đối tượng này là càng ngày thì tuổi càng cao, sức khỏe càng hạn chế, đời sống còn có nhiều khó khăn. Cho nên khi đón nhận sự ưu ái của Đảng, Nhà nước đối với anh chị em, đây là anh chị em đối tượng rất biết ơn. Chúng tôi là hy vọng tin tưởng rằng những năm tới để tiếp tục nhận được cái sự ưu ái của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với anh chị em. Cái nguồn động viên rất là lớn, kể cả vật chất và tinh thần. Nguồn này giúp anh chị em có chỗ dựa, giúp cho đời sống bớt khó khăn. Có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9 năm 2023, Nghị định số 55 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 75 ngày 24 tháng 7 năm 2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng. Nghị định số 55 cũng sửa đổi bổ sung mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với thân nhân của người có công với cách mạng. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Khi nghị định có hiệu lực, các ngành, các đơn vị địa phương nhanh chóng triển khai để các đối tượng người có công kịp thời nhận được mức trợ cấp mới theo đúng quy định. Đối với cái việc triển khai thực hiện cái nghị định 55 thì Ủy ban nhân dân phường cũng đã, khi mà có văn bản thì Ủy ban nhân dân phường đã triển khai đến công chức phụ trách về lĩnh vực lao động thương binh xã hội phường đó, thì cũng đã triển khai đến tất cả các đối tượng mà có liên quan theo quy định để được hưởng cái chế độ chính sách này. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công với cách mạng.
những thay đổi kịp thời trong chế độ ưu đãi, góp phần tiếp tục cải thiện đời sống, vật chất tinh thần cho người có công, bảo đảm chế độ ưu đãi người có công và gia đình người có công phù hợp với xu hướng tăng trưởng kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội.